cargo đang quay phim dẫn lưới. Miếng giường hơi bận luôn, xài luôn đó. Xài giờ chưa tới đâu, cốc nhóc trái. Cái cây bên này cốc nhóc đấy, gần cho mọi người thấy trái cốc. À, ở nước ngoài thì nhìn mấy đẹp đó, nó à, nhớ quèo chuối bát ngát dùng quê. Đây chiều ra kiếm cái gô ăn, dân lưới cho mọi người. Đây đâu rồi, này lưới này, hồi nó đâu đâu có gửi cho nó đâu, quay đu đủ cốc này, dừa không rồi, cây dừa hè hành hè xanh mượt luôn. Đây đây là mắm mì xanh mận